Xin chào các bạn, tình hình là mình vừa mới săn sale được ha. Một cái màn hình máy tính 4K. Thời buổi công nghệ bây giờ rồi, mình phải cập nhật từ từ thôi. Mình sẽ lên màn hình 4K. Mình cũng săn sale thôi. Giống như các bạn ở Việt Nam, các bạn săn sale ở Shopee chẳng hạn, thì mình ở đây mình cũng săn sale online. Khi mà họ sale mà mình cảm thấy giá tốt thì mình sẽ mua thôi. Đây, bây giờ mình giới thiệu với các bạn nhé. Đấy. Trước mặt các bạn là một cái màn hình LG độ phân giải 4K UHD có công nghệ AMD FreeSync và có loa tích hợp trên màn hình luôn. Và cái màn hình này có thể di chuyển lên xuống được. Bạn nào muốn biết thì đây là mã số của màn hình 32UD59 32 inch. Đấy, quá tốt luôn. Khui hộp thôi. À, mình cho các bạn biết luôn là màn hình này mình săn được giá $299 ha. Một cái điều rất là tốt. $299. Chỉ $299. Tất nhiên là màn hình này nó chỉ là 60 không hình một giây thôi, 60 hẹt thôi. Mình cũng không có cần tới trăm mấy chục hẹt làm gì. Tại vì mình cũng không có chơi game này nọ ha. Trong đây là gì đây? Đĩa. Và chắc cái này là nguồn cho màn hình, bộ nguồn. Chúng ta có một cái đế và đây là cái chân đế treo màn hình. Đây thì màn hình nằm ở dưới đây gì đây à, hướng dẫn mở thùng và lắp ráp. Đúng, mở ra khui hùng khối thông. Để ở đây ra. À, vì là ngoài trời đang mưa khá là nhiều. Vậy nên mình tính là mình unbox cái thùng này ở ngoài trời cơ. Nhưng mà thôi, ngoài trời đang nóng, mình unbox trong nhà. Đây là cái phòng của mẹ mình ngủ thôi. Đem vào đây, tại vì đây là chỗ này rộng nhất trong nhà rồi. Ây da cha. Bây giờ phải nhấc cái màn hình ra nữa. Cái màn hình này khá nhẹ ha, không nặng lắm đâu, nhẹ hơn. Tại bình thường mình cứ nghĩ là mình cứ nhấc một cái màn hình khoảng 60 inch, một mình nhấc cái màn hình 60 inch, mình cảm thấy nó nặng, nhưng mà không, một tay màn hình khá là nhẹ. Bỏ thùng ra một bên luôn. Để tạm bên đi. Đây. Wow, một cái màn hình chống chói. Một cái màn hình chống chói. Tấm nền này là một tấm nền VA. Cũng ok, không đến nỗi là quá tốt, cũng không đến nỗi là quá tệ. Thì tốt hơn thì là có thể mua IPS, tấm nền màn hình này IPS. Nhưng mà mình thấy VA cũng ok rồi. Nó là cái màn hình nó kiểu như là nó lai giữa tấm nền TN và tấm nền IPS. Thì IPS thì tất nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà nó mắc. Thì đây là VA ha. Giờ ráp làm sao đây? Một cọng dây HDMI sắt hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và một cái đĩa. Lại cho thêm một cọng dây cọng DisplayPort. Có hai cọng luôn. Đỡ phải mua ha. Dây nguồn, bộ cắm nguồn, cái này là cái gì không biết, cái cong cong là cái gì ta không biết nữa. Cả đây ban đầu là chân máy, chân màn hình, cái chân nó sẽ như thế này, để vô nó sẽ cong cong này. Màn hình này màn phẳng nha, không có cong. Mình đang dùng một cái màn hình cong nhưng mà có vẻ mình không thích lắm. Thích nó phẳng hơn. Người ta quảng cáo cái màn hình cong là nó cũng chỉ là cái chiêu trò quảng cáo thôi. Hồi xưa mình cũng thích màn hình cong nhưng mà sau này dùng cũng không thích lắm. Ngồi ra mình cái phòng nóng quá em. Mới có unbox có một xíu mà nó nóng rồi. Đổ mồ hôi ra luôn. À,
ráp vô. Không, nó có hai vạn ốc đây, mình vặn vô thôi. Trời, tiện phết. Bây giờ thời buổi công nghệ rồi các bạn, mình phải lên 4K thôi, không là mình sẽ không theo kịp nữa rồi. Công nghệ bây giờ nó hiện đại quá rồi. Điện thoại bây giờ màn hình điện thoại nó cũng 4K chứ rồi. Nhất là điện thoại mới của Sony á, mấy năm nay nó đã 4K rồi. Nhưng mà màn hình máy tính thì chưa 4K, TV 4K bây giờ nó cũng đã phổ cập rồi. Mấy streamer, các bạn làm streamer, làm vlog bây giờ chuyển lên 4K đi nha. Mình không thích coi Full HD nữa đâu. Chán, chán. Chính vì thế mà video của mình phải là video 4K. Vlog của mình cũng là vlog 4K. Nếu trong tương lai mà các bạn thấy video nào của mình á mà nó Full HD thì nó là một cái video cũ. Ấy. Rồi, mình biết cái này để làm gì rồi. Mình đã biết cái này để làm gì rồi. Nó là một cái để mà quặp vào đây này. Đó. Để mà mình đi dây màn hình cho nó gọn á. Đấy, nó như thế này thôi. Xỏ dây xuống đây rồi mình đi dây cho nó gọn lại thôi. Ủa, rất là gọn gàng. Bây giờ phải đi qua phòng của mình ha, để mà thay cái màn hình cũ à. Ôi trời ơi. Ừ, cái bàn này bây giờ dọn làm sao bây giờ? Cái màn hình này thì có lẽ là mình tương lai mình sẽ tìm người hữu duyên vậy. 32 inch cong Full HD ha, Samsung. Bên này là cái 27 inch cũng của Samsung luôn. Bây giờ mình phải dọn cái bàn này mới được. Vitamin nhiều quá, mua để đây. Có bao giờ dùng đâu, ít rất ít khi uống. Giờ mình cho nó vô cái thùng này. Xíu hồi xong rồi sắp xếp sau. Mấy cái đồ nhỏ 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 này cho mấy hộp bé bé. Mất còn nhiều. Mất còn dễ kiếm. 1 tỷ 1. Các bạn thấy giờ 1 tỷ 1 tiền souvenir nha. Tiền này không có giá trị thật đâu. chỉ để lưu niệm thôi cho vui. Đây đó, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là mình có một đồng Bitcoin bằng mạ vàng. Mạ vàng, gọi là mạ vàng 24 carat. Nó mạ thôi. Bụi quá, vừa bụi quá, hắt hơi rồi. Lắm đỏ vậy. Đèn đóm à. Trời ơi, không có chỗ để vứt đâu. Để tạm đó, để tạm đâu đấy. Cái này mắc tiền. Mình sẽ thay đổi cái chỗ ngồi một chút xíu. Đó là mình sẽ bỏ cái màn hình này ra, hoặc là mình sẽ đưa cái màn hình này sang bên này, lấy cái màn hình này ra. Rồi trong tương lai ấy, thì cái góc chỗ này nó sẽ là cái CPU mới của mình. Trong khoảng một năm nữa thôi thì mình sẽ có một cái CPU mới nằm đây. Thì kế bên nó sẽ là một cái màn hình. Thì nếu mà còn chỗ thì mình sẽ trang bị một cái màn hình ở góc này. Đấy. À, chỗ này đừng để ý nha. Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn để ý tới góc này đúng không? Nó sẽ bao gồm khoảng 5 lon nước ngọt nằm ở dưới kia. Đó là 5 lon mà mình sẽ đem ra recycle để mà lấy lại 5 sen. Còn cái đống kia nha. Đây, nước hoa các bạn ạ. Nước hoa. Tất cả cái mỡ này là nước hoa của một bạn tên là Hoàng. Hoàng nha, em gửi nhiều nước hoa về đây quá. Mốt ăn sắt về mệt nghỉ. Nửa vali của anh rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dọn dẹp cái bàn của mình đã. Rồi xíu nữa mình sẽ quay tiếp vậy. Các bạn đã thấy rồi không? Đây là setup mới của mình ha. Trông gọn gàng không? Bàn phím, loa, một cái loa nhỏ nhỏ. À, cái màn hình. Đây là màn hình này nhưng mà mình chưa có cắm dây gì hết. Tại vì cũng cắm cũng không được. Tại vì cái máy của mình á, nó không thể nào cắm hai màn hình được nữa. Khi nào mình mua được cả màn hình thì mình sẽ cắm được hai màn hình nha. Còn bây giờ thì màn hình này nó vẫn đen thui thôi. Hiện tại mình sẽ dùng cái màn hình này. Nhưng mà màn hình này nó cũng đang là Full HD chứ không phải là 4K. Tại vì sao? Tại vì cái máy của mình, cạc màn hình của mình nó đang chạy Full HD. Trời, nó công nghệ nó cũ quá rồi. Nên cái màn hình này, mặc dù là màn 4K nhưng thật ra nó chạy Full HD. Buồn dễ sợ. Nên trong thời gian tới, trong năm nay, chắc chắn là phải trong năm nay mình phải nâng cấp máy tính của mình lên. Kiếm một cái cạc màn hình
rồi nâng CPU lên luôn. Tại vì máy của mình nó cũng đã khoảng 5 năm rồi, 5 năm tuổi rồi, cũ rồi ha. Đây là cái thùng máy của mình ha, i7-6700K, 32GB, nhưng mà card màn hình thì nó cũng có cũ đó rồi, không có dùng được gì nhiều hết á. Đó, SSD, USB tùm lum la hết. Đó, đây là cái bàn phím Secure để mà mỗi lần mà mình cài máy cho ai hay gì đó thì mình sẽ lấy cái bàn này ra. Nó tệ. Đây là bàn bàn này mình xách đi thôi. Bụi kinh khủng bụi. Đó. Cơ bản là màn 32 này nó full HD nhưng mà mình không có nhìn thấy những cái rõ 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 không? Những cái ký tự này nè. Nó không có bị rõ rõ rõ, nó bị lỗ 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 nữa. Khác với cái màn hình này hồi xưa, cái màn hình này là mình sẽ nhìn thấy những cái cục bóng đèn hình bên trong nó rõ, hình nó sẽ bị rõ rất là nặng. Còn lên 4K thì mặc dù nó cũng cải thiện hơn, nó nét một chút nhưng mà nó vẫn là full HD. Nhưng mà khi một khi có cả màn hình rồi, nó lên 4K rồi, chắc chắn nó sẽ là một trời một vực, rất là khác. Công nghệ rồi, 4K thôi. Vlog của mình cũng đơn giản vậy thôi, unbox một cái màn hình 4K. Nên tới đây thôi, kết thúc video này ở đây và hẹn gặp các bạn trong một video khác nha. Bye bye.